Hai cái hồ này trông vẫn trống trải quá. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ruộng vớt những con cá thả vào trong chiếc hồ này nha các bạn. Trang bị trông chuyên nghiệp luôn. Nhưng thật ra là mình sợ đỉa bâu. Đây, gần nhà có một đoạn mương nhỏ như thế này. Quan sát thấy có rất là nhiều cá con nên mình sẽ tác nghiệp ở đây. Mở màn phát đầu tiên là hai bé tép như thế này. Cho vào bể dọn rêu thì tuyệt vời luôn. Lần xúc thứ hai, đây rồi. Chỗ mình gọi mấy con này là cá đồng đong. Không biết chỗ mấy bạn gọi nó là gì. Nhìn khá là giống mấy con cá bảy màu. Thật ra thì ở ngoài ruộng có nhiều loại có thể thả thủy sinh lắm, kiểu như cá cờ, cá sặc, nhưng mà bây giờ khó tìm quá. Và đây là thành quả của ngày hôm nay, chuyển chúng nó sang nhà mới thôi. Màu sắc của chúng không được nổi bật nên hơi khó nhìn. Hôm nào phải cố gắng đi tìm lấy mấy con cá cờ thả trong này mới được.